khi cô dâu bầu cứ 5 phút đòi đi vệ sinh một lần. Hội bạn thân nhiệt tình hỗ trợ khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười. Ngày cưới là ngày trọng đại của mỗi người, đặc biệt là đối với người phụ nữ, được khoác trên mình chiếc váy cô dâu và nắm tay chú rể tiến vào lễ đường. Nhưng váy cưới quả là một vấn đề nan giải đối với tất cả các cô dâu. Có những chiếc váy cưới nặng hàng chục cân, tầng váy rộng cả mét rồi layer các kiểu, nên các cô dâu cứ xác định là mặc y nguyên đến hết buổi lễ. Thế nhưng cô dâu này thì lạ lắm. Đang mang bầu nên cứ 5 phút lại đòi đi vệ sinh một lần, khiến hội bạn thân luôn phải tháp tùng bên cạnh như thế này đây. Phải công nhận rằng cô dâu này có hội bạn thân đáng đồng tiền bát gạo thật chứ. Luôn bên cạnh trong những giây phút quan trọng nhất, khi cô dâu cưới chồng và ngay cả khi cô dâu buồn đi vệ sinh luôn. Cộng đồng mạng xem xong mà cười ra nước mắt. Tới lúc gần đẻ đi đâu cũng phải dình cái nhà vệ sinh trước. Thậm chí có người còn đùa vui rằng nhanh trí đóng cho cô dâu cái bỉm. Chắc hẳn đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cô dâu và hội bạn thân của mình. Chúc cho cô dâu trăm năm hạnh phúc. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Comment ngay cho TV Trends được biết với nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.